Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web m88.com. Các đối tượng cầm đầu đường dây này tổ chức mạng lưới hoạt động tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán bước đầu thì cho tới thời điểm này, các đối tượng trong đường dây cờ bạc xuyên quốc gia này đã chuyển hàng ngàn tỷ đồng tiền giao dịch đánh bạc sang nước ngoài. Sáng ngày hôm qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tổ chức đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng tổ chức cá độ qua trang web m88.com tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 7 đối tượng cầm đầu bị bắt khẩn cấp có 2 đối tượng thường trú tại Hà Nội và 5 đối tượng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài và đã tổ chức cá độ tại Việt Nam từ vài năm trước với hình thức đánh bạc theo kiểu thế chấp, lập hệ thống thanh toán bằng cách dùng người Việt Nam làm đầu mối, mở tài khoản tại ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó rút tiền chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác và ngược lại. Còn tiền của người đánh bạc được quy ra điểm, tức là tiền ảo để người chơi đánh bạc với máy chủ. Tới thời điểm bị phát hiện thì đã có hàng chục nghìn người tham gia đường dây cờ bạc này với lượng tiền thắng thua hàng nghìn tỷ đồng. Dù đã lập chuyên án đấu tranh từ tháng 5 năm 2011 nhưng đến nay cơ quan điều tra mới có đủ bằng chứng để khám phá và truy cứu trách nhiệm. Bộ Công an cho biết, để kiểm soát thủ đoạn cờ bạc này cần có sự hỗ trợ nhiều hơn từ hệ thống các ngân hàng thương mại.